Vâng ạ, em Hương xin gửi lời chào thân mến đến tất cả các quý anh chị khách hàng ạ. Chào mừng tất cả các quý anh chị khách hàng hôm nay lại tiếp tục theo dõi kênh đồng hồ Hương Ngọc của bên em nha. Hôm nay em lại tiếp tục giới thiệu với tất cả các quý anh chị khách hàng về những mẫu đồng hồ cổ, những mẫu đồng hồ si có cabin và cơ của nam và nữ. Em kính mong tất cả các quý anh chị khách hàng thân yêu mình theo dõi đến cuối video, mình lựa chọn những mẫu mình yêu thích, mình chốt, mình ủng hộ em nhé. Rồi vẫn như thông tin thường lệ, em tên là Hương và kênh đồng hồ của em là đồng hồ Hương Ngọc ạ. Em sử dụng số điện thoại là 0977280801 ạ. Số điện thoại này thì em có sử dụng Zalo luôn. Để mà tiện cho trao đổi thì quý anh chị khách hàng có thể kết bạn Zalo cùng em nhé. Tên Zalo của em là Hương Ngọc và đây là số điện thoại để kết bạn Zalo cùng em anh chị nha. Khi mà anh chị chốt hàng thành công của bên em rồi, quý anh chị khách hàng vui làm chuyển khoản, bên em sẽ đi hàng cho mình ạ. Em sử dụng số tài khoản của ngân hàng Vietcombank chi nhánh Rạch Giá Kiên Giang và chủ tài khoản là Bùi Thị Hương ạ. Và trên màn hình đây là số tài khoản của em Hương nha. Rồi anh chị ơi, kênh đồng hồ Hương Ngọc của bên em thì có những cái lưu ý ạ. Đồng hồ cổ, đồng hồ si á, thì bên em không có bao chống nước để mà sử dụng được thoải mái á. Thì khi mà chốt hàng về rồi, quý anh chị khách hàng vui làm đi ra thợ để mà thợ xử lý cái phần chống nước giúp mình anh chị nha. Chế độ bảo hành của bên em trong vòng 7 ngày ạ. Anh chị mà nhận hàng về rồi nó có cái những cái lỗi gì nó bị trục trặc, anh chị cứ báo ngay với shop, shop sẽ hỗ trợ xử lý cái đơn hàng đó giúp mình anh chị nha. Khi mà anh chị chốt hàng thành công của bên em rồi, quý anh chị khách hàng chuyển khoản đủ hoặc là cọc đủ từ 300.000 thì bên em sẽ phi ship cho mình nha anh chị nha. Bên em sẽ phi ship cho mình nếu mà mình chuyển khoản đủ hoặc là cọc đủ từ 300.000 ạ. Rồi anh chị ơi, thì bây giờ không để mất nhiều thời gian, em Hương sẽ lên chi tiết từng mẫu đồng hồ để quý anh chị cùng theo dõi cùng em nhé. Hôm nay nhà em bị cúp điện nên là em phải like với lại cái chỗ nó hơi bị thấp như thế này anh chị nha. Anh chị thông cảm giúp em ạ. Rồi anh chị ơi, trong thời gian em quay trong cái quá trình mà em quay video á, mà có cái những cái lỗi gì mà khiến anh chị chưa có được hài lòng hay là cần phải góp ý á, anh chị cứ góp ý với em Hương để em Hương sẽ khắc phục được tốt hơn nữa anh chị nha. Rồi bây giờ thì em sẽ lên chi tiết từng mẫu đồng hồ ạ. Bây giờ em lên một mẫu đầu tiên anh chị, một mẫu đồng hồ của thương hiệu Anh Ba. Cái ánh sáng nó hơi bị xấu ha. Của thương hiệu Anh Ba nè anh chị ơi. Cái tên của nó là AK ha. Thương hiệu Anh Ba là một cái dòng của Seiko anh chị ạ. Cái form dáng của nó rất là độc lạ nè anh chị ha. Form dáng kiểu như là hình tròn bầu nhưng mà nó nằm theo cái dạng ngang ha. Nó giống như là cái lòng chảo nè anh chị. Hai bên cái quai nè, nhìn rất là độc lạ. Hai cái kim chính này nó có dạ quang nha anh chị nha, và sử dụng một ô lịch ở góc 3 giờ. Máy vẫn đang hoạt động rất là ok nè. Sử dụng máy Nhật nha anh chị nha. Mắt in da băng luôn nè anh chị ơi, nội địa Nhật của nó luôn nè ha. Mắt in da băng luôn. Rồi khóa cũng là khóa zin nè anh chị, có cái tên AK của nó nè. Nói chung là chiếc này đeo lên tay nhìn rất là chất á, nó lạ mắt lắm anh chị ạ. Đó, đeo lên tay nhìn đẹp lắm ha, nhìn lạ mắt lắm anh chị. Dây này cũng còn dài ha anh chị ha. Dây này cho anh chị vòng tay khoảng tầm từ 15 đến 15 rưỡi ha anh chị. Hai cái càng của nó cũng có cái chữ AK nữa nè anh chị. Hai cái càng bên ngoài nè. Đó, cũng có chữ AK ha. Kiểu như nó là zin toàn bộ luôn anh chị ơi. Đẹp lắm. Máy vẫn đang hoạt động rất là ok luôn ha. Chiếc này thì dành cho những chị nữ tay to, những anh nam nào mà dạng như tay nhỏ có yêu thích cái mẫu này thì dành cho những anh nam tay nhỏ luôn ha. Rồi anh chị mình có yêu thích cái mẫu này mình chốt giúp em mã này là mã 01 nha anh chị. Mã 01 này mình chốt giúp em với giá là 199k ha anh chị ha. Mã 01 199k. Rồi em tiếp tục một chiếc đồng hồ tiếp theo, một chiếc đồng hồ của thương hiệu Engin nha anh chị nha. Engin phiên bản của nó năm 1864 anh chị ạ. À. Đó. Phiên bản của năm 1864 nè. Nó có cái công nghệ chỉnh giờ chronograph nữa nè anh chị ha. Chiếc này thì sử dụng 6 kim nha anh chị nha và 4 cái cốt chỉnh bên ngoài nè anh chị. Anh chị về mình tự sửa, mình tự chỉnh giúp em nha anh chị nha. Đó, trong đây là nó có cái phần ô cái này là thứ hay tháng gì nè anh chị ơi. Này hiển thị 24 giờ ha, này dây nè. Về mình chỉnh những cái kim ở bên trong giúp em nha. Cái này là dạng thuộc inox đúc luôn nè anh chị nha. Khóa là khóa zin luôn. Khóa zin USA nè anh chị. Đó, có logo của nó nè. Hôm nay nhà em bị cúp điện nên là nó cái ánh sáng của nó hơi bị thiếu chút anh chị. Anh chị nào mà mình xem chưa được rõ thì mình có thể kết bạn Zalo với em Hương. Em Hương sẽ quay rõ hơn chi tiết cái video ngắn ngắn rõ hơn nữa cho mình xem ha. Đó, đầy đủ những cái thông tin nè anh chị ơi. Rất là đẹp ha. Dây thì thép đúc luôn nè anh chị. Dây thép đúc
rất là chắc chắn, sang lắm luôn á, máy vẫn đang hoạt động rất là ok luôn. Chiếc này thì dành cho những anh nam tay nhỏ ha, khóa này là dạng khóa hai nấc, có khóa cài nữa, rất là chắc chắn luôn anh chị, dành cho những anh nam tay nhỏ nè, đeo lên tay nhìn sang và chất lắm, đẹp lắm anh chị ha. Dây dài thoải mái nha anh chị, đó, dây còn dài được khoảng 2 mắt á. Chiếc này thì dành cho những anh nam tay nhỏ ạ. Size của nó là 33.3 ha anh chị ha. Size dành cho những anh nam tay nhỏ, những chị nữ nào mà yêu thích cái dạng mà phong cách chất như thế này á, thì dành cho những chị nữ tay to ha. Đó, 51864 nè. Rồi anh chị có yêu thích mẫu này mình chốt giúp em mã này là mã 02. Chốt giúp em chiếc này với giá là 399k ha anh chị, mã 02 399k. Đó, khóa cài hai nấc rất là chắc luôn. Sử dụng máy Nhật đó anh chị ha. Rồi, mã 02 399k. Mã 02 399k anh chị ha. Rồi, em tiếp tục một chiếc đồng hồ tiếp theo. Em tiếp tục một chiếc đồng hồ của nó có tên là Tomura. Cơ chế hoạt động của nó là pin ha, sử dụng cọc số học trò nè anh chị. Máy vẫn đang hoạt động rất là ok ha. Chiếc này sử dụng một ô lịch ở góc 3 giờ. Đó, cái form dáng của nó nhìn đơn giản mà sang trọng lắm anh chị ơi. Núm này là núm vặn cổ chai ha anh chị. Núm vặn cổ chai thì rất là chắc chắn, cái độ chống nước của nó rất là an toàn, rất là cao luôn á. Cái viền bên ngoài nó thiết kế một cái viền màu vàng á, nhìn sang lắm ha. Dây này là cũng dây thép. Dây vỏ là thép không rỉ nha anh chị. Sử dụng máy Nhật nha. Sang lắm luôn á anh chị ơi. Chiếc này thì cũng dành cho những anh nam tay nhỏ tay vừa nè. Đeo lên tay nhìn đơn giản mà sang lắm. Dây của nó còn dài thoải mái nha anh chị nha. Đó, nhìn sang trọng lắm luôn á. Rồi, anh chị nào yêu thích mẫu này thì dành cho những anh nam tay to, tay vừa ha. Size của nó là 35 anh chị ơi. Dành cho những anh nam tay vừa yêu thích mẫu này mình chốt giúp em mã này là mã 03 ha. Mã này chốt giúp em với giá là 399k luôn anh chị nha. Mã 03 399k. Rồi em tiếp tục một chiếc đồng hồ dành cho những anh nam tay thư sinh, những chị nữ tay to nè, của thương hiệu Agin ha. Sử dụng 6 kim, 6 kim một cốt chỉnh nha anh chị nha. Cái này là hiển thị thứ nè anh chị, cái này là hiển thị 24 giờ, cái này hiển thị dây gì nè anh chị ha. Đó, về chỉnh giúp em ba cái kim phụ của nó ha. Dây cũng là dây thép đúc nè, khóa zin nè. Mặt sau đầy đủ thông tin luôn, chiếc này cũng của dạng nội địa Nhật nha. Mắt in da băng luôn anh chị ha. Đây, mắt in da băng đây. Đó, mắt in da băng nè, nội địa Nhật của nó luôn ha. Đầy đủ thông tin luôn nè. Chiếc này thì cũng dành cho những anh nam tay thư sinh thôi anh chị nha. Những chị nữ có yêu thích mẫu này thì dành cho những chị nữ tay to giống em nè. Đó, đeo lên tay nhìn đẹp lắm. Nhìn nó có mang cái form dáng thể thao lắm luôn ha. Máy đang hoạt động rất ok ạ. À. Cơ chế hoạt động của nó là pin ha anh chị. Rồi, size của chiếc này là... size là gần 33 ha anh chị ha. Size là 32.7, size gần 33. Rồi có yêu thích mẫu này mình chốt giúp em mã này là mã 04 nha anh chị. Mã 04. Chốt giúp em chiếc này với giá là 299k ha anh chị ha. Mã 04 299k. Rồi em lên tiếp tục một chiếc đồng hồ dành cho những chị nữ tay to, những anh nam thì tay nhỏ nè. Anh chị có thấy cái ánh sáng của nó, ánh sáng cái này không phải là ánh sáng đèn mà ánh sáng giống như là ánh sáng thiên nhiên ở ngoài rọi vào anh chị. Nó có cái dạng dạ lên những cái màu sắc giống như khảm trai nè anh chị ha. Đẹp lắm luôn á. Nhiều màu sắc lắm luôn. Sử dụng 2 kim và máy vẫn đang hoạt động rất là ok đây ha. Sử dụng 2 lòng. Cọc số La Mã. Dây là thép đúc. Dây vỏ là thép không rỉ. Khóa là khóa zin nè anh chị. Khóa zin. Đó, đẹp lắm luôn anh chị ơi. Cái mặt nền của nó dạng kiểu như màu xanh ngọc quá anh chị ha. Nó có cái dạng khảm trai, nó dạ dạ lên mấy cái dạng như vân mây vậy đó anh chị. Nè, sang lắm, lên tay nhìn đẹp mắt lắm. Dây này cũng còn dài nha, dài được khoảng tầm 2-3 mắt luôn anh chị. Đó, đẹp lắm luôn nha.
Rồi cái này thì dành cho những chị nữ tay to nè, những anh nam tay nhỏ. Size của nó là 32.4 nha anh chị. Những anh nam tay thư sinh ha, những chị nữ thì tay to. Chiếc này cũng dạng thích hợp làm quà tặng lắm luôn anh chị ơi, đẹp và sang lắm. Yêu thích mẫu này chốt giúp em mã 05 ha anh chị. 290k. Mã 05 290k ha anh chị ha. Rồi em lại tiếp tục một chiếc đồng hồ dành cho những chị nữ tay to, những anh nam tay thư sinh đây. Tên của nó là Buren ha anh chị ha, một cái dòng thương hiệu của Thụy Sĩ nè. Và chiếc này cũng sử dụng máy thủy luôn anh chị nha. Cơ chế hoạt động của nó là pin nè, máy vẫn đang hoạt động rất ok. Bên ngoài thiết kế một cái viền màu vàng phối với lại dây đờ mi á, nhìn nó sang cái chiếc đồng hồ lắm luôn ạ. Sang lắm. Buren, một cái dòng của Thụy Sĩ, sử dụng máy Thụy Sĩ nên tay nhìn sang lắm, sang và đẹp mắt lắm luôn ạ. Dây này dài thoải mái nha anh chị nha. Tay mình to nhỏ như thế nào tùy chỉnh nè. Đó, rất là dễ chỉnh với lại cái móc khóa này. Đó, dành cho những chị nữ tay to ha. Đeo lên nhìn nó sang trọng lịch thiệp lắm. Size của nó là 32 nha anh chị. Size là 32. Những anh nam tay thư sinh bon chen được nha. Rồi yêu thích mẫu này chốt cho em mã 06. 399k. Mã 06 399k nha anh chị nha. Sử dụng máy Thụy Sĩ. Mã 06 399. Rồi em lại tiếp tục một chiếc đồng hồ tiếp theo. Một chiếc đồng hồ có tên là Enika. Đó, chiếc này cũng sử dụng hai kim nha anh chị nha. Nó được bọc một cái dạng titanium nha anh chị. Nó được bọc cái dây vỏ của nó dạng như bọc titanium á, nên cái màu sắc của nó là màu xám xám như thế này nha anh chị. Dây về dạng đờ mi nha anh chị nha. Sử dụng hai lòng nè. Rất đẹp anh chị. Enika. Máy vẫn đang hoạt động rất ok. Núm đính đá màu xanh anh chị ha. Khóa là khóa zin nè. Sử dụng máy Nhật nha anh chị nha. Dành cho những anh nam tay nhỏ, những anh nam tay tay thư sinh. Đó, lên tay nhìn sang lắm. Những anh nam nào mà tay nhỏ thì giống như tay em là thuộc dạng những anh nam tay nhỏ rồi đó anh chị ha. Size của nó là 33 nha anh chị. Size là 33. Yêu thích mẫu này chốt giúp em mã 07. 250k ha anh chị. Mã 07 250k. Khóa zin ha. Mã 07 250k. Rồi em lên tiếp tục một chiếc đồng hồ dạng sử dụng 6 kim một cốt chỉnh nữa nè anh chị ơi. Đó. Dây vỏ là thép không rỉ ha. Nó tên là Ini gì nè. Đó, máy vẫn đang hoạt động rất ok nha anh chị. Về mình tùy chỉnh những cái kim ở bên trong giúp em ha. Này dành cho những chị nữ tay to, những anh nam tay nhỏ. Sử dụng máy Nhật nha anh chị nha. Rồi. Chiếc này dành cho những chị nữ tay to. Tay vừa, tay to. Size là 31.5. Dây này thì nó hơi ngắn ha. Những chị khoảng tầm vòng tay khoảng 15 là đeo ok ha. Rồi yêu thích mẫu này mình chốt giúp em mã 08. 150k mã 08 nha anh chị nha. Cái mặt của nó bên ngoài nó dạ màu hồng, màu trắng hồng nha anh chị. Đó, màu trắng có phối hồng hồng, nó dạ lên cái màu nhẹ nhẹ hồng hồng ha. Mã 08 150k. Rồi em lên tiếp tục một chiếc đồng hồ dành cho những chị nữ tay to. Tên của nó là Coroni. Cơ chế hoạt động là pin ha. Cái viền bên ngoài sử dụng cặp số la mã mốc 36912. Dây phối đờ mi nè anh chị. Rất là đẹp ha. Cái form dáng của nó tròn vo luôn. Đó, sử dụng máy Nhật nha anh chị nha. Dành cho những chị nữ tay to, những anh nam tay thư sinh. Đẹp lắm. Rất đẹp nha anh chị. Size của nó là 31.7, size gần 32 anh chị ha. Yêu thích mẫu này chốt giúp em mã 09. Rồi 280k anh chị ha. Mã 09 280k.
Rồi, em có 3 chiếc đồng hồ cơ dành cho những anh nam ha anh chị ha. Em lên một chiếc đầu tiên đi, chiếc này của thương hiệu Citizen nè anh chị ơi. Cơ chế hoạt động của nó là auto tự động và có hỗ trợ code nha anh chị nha. Có hỗ trợ code tay khi mà mình vặn á, khi mà mình vặn cái code này nè. Đó, cho nó chữ đầy code lên thì nó sẽ chạy chuẩn giờ cho mình trong vòng 3 đến 4 ngày nếu mà mình không có thời gian để mình đeo vào tay anh chị ha. Cái này sử dụng hai ô lịch gốc 3 giờ nè anh chị. Sử dụng hai lòng và cọc số La Mã ha, nhìn form dáng của nó rất là sang trọng luôn á, một cái nét sang trọng rất là lịch thiệp luôn anh chị ạ. À, cái này là sử dụng mặt kính sapphire nha anh chị nha, chống đọng nước là chống trầy nè, sử dụng 21 di well nguyên con vàng luôn nè, nhìn sang trọng đẳng cấp lắm luôn anh chị ơi. Dây là thép đúc nè anh chị ha, dây thép đúc cầm rất là nặng tay luôn anh chị, sang lắm. Sử dụng máy Nhật nha anh chị nha, khóa dạng khóa bướm hai nấc nè. Đó, mắc in sa băng anh chị ha. Và sử dụng máy Nhật 21 UL nè. Đó, sử dụng da băng là máy da băng nè anh chị ha. Đây. Đây anh chị ha, da băng. Máy Nhật nha. Đó, sang và đẹp mắt lắm luôn á. Máy đang hoạt động rất rất là ok luôn. Sang lắm nha. Nên tay dành cho những anh nam tay to sang trọng lắm, rất là lịch thiệp. Rồi anh chị có yêu thích cái mẫu này á thì mình chốt giúp em mã này là mã số 10 nha anh chị nha, dành cho những anh nam tay to, size của nó là 40.6, dành cho những anh nam tay to. Rồi yêu thích mẫu này chốt giúp em mã số 10, giá là 2.999.000 anh chị, 2.999 anh chị ơi. Mã số 10, 2.999.000. Sang lắm. Rồi em lại tiếp tục một chiếc đồng hồ tiếp theo, một chiếc đồng hồ của thương hiệu Longines anh chị ha. Cơ chế hoạt động của nó cũng là auto tự động và có hỗ trợ code luôn. Cái này mặt nền của nó sáng bóng rất là sạch sẽ, tinh tươm, không có miếng dấu vết gì hết anh chị ha. Những cái chấm chấm này là do cái mực á anh chị. Cái mực của cây bút lông này em ghi lên á nên là nó em chưa có vệ sinh sạch cho nó nên là nó vẫn còn hơi hơi cái màu của nó ha. Đó, sang lắm anh chị ơi, cái form dáng rất là sang, nhìn nó đơn giản mà nó rất là đẹp mắt và sang trọng luôn. Sử dụng một ô lịch gốc 3 giờ nè, những cái mốc giờ của nó là những cái viên đá anh chị. Cơ chế hoạt động của nó cũng là auto tự động nè anh chị, em lắc nhẹ nè. Đó, kim trôi rất là nhẹ nhàng luôn ha. Đó, và có hỗ trợ code nữa nè. Đó. Anh chị về mình vặn đầy code cho nó ha, nó sẽ chữ giờ cho mình chuẩn giờ trong vòng 3 đến 4 ngày luôn anh chị ạ. À, đó, chiếc này sử dụng cái cơ chế hoạt động của nó là auto tự động và hỗ trợ code ha, sử dụng bộ máy ETA Thụy Sĩ ạ. Đó, sang lắm nè anh chị ơi, dây cũng là thép đúc nữa nè, khóa là khóa zin, núm là núm zin luôn, núm zin có cái tên logo của nó nè anh chị ha. Rồi khóa là khóa zin luôn đây, đó khóa zin có cái tên logo của nó luôn, lòng zin ha. Đó, một cái dòng nổi tiếng của máy Thụy Sĩ ha anh chị, một cái thương hiệu nổi tiếng của dòng Thụy Sĩ. Đó. Đầy đủ những cái thông tin, những cái mộc và là những cái thông số máy ở bên trong nè anh chị. Đó, anh chị quan sát đi ha. Nó có chuyện mộc đầy đủ bên trong nè. Rồi những cái thông số máy ở cái bên của nó nè anh chị ha. Đó, anh chị để ý ở cái chỗ bánh xe quay quay này nè, nó mới có đầy đủ những cái chuyện mộc này nha anh chị nha. Những cái dòng Thụy Sĩ nó mới có chuyện đầy đủ những cái mộc này vào trong anh chị ạ. À, đó, thông số máy của dòng 2 2 8 2 2 2 6 2 4 hay là 2 8 2 4 đây ta, 2 8 2 4 hay gì nè anh chị. Đó, máy ETA Thụy nha, có cái chuyện mộc hoa mai nè, long zin sang lắm anh chị ơi, Swiss mát ha, một cái dòng máy Thụy Sĩ đầy đủ những cái thông số thông tin trên đây nè anh chị ha. Đó, dành cho những anh nam tay to sang trọng lắm luôn anh chị ơi. Đó, nãy giờ em lắc nó rất là ít ha, nhưng mà cái kim của nó trôi rất là nhẹ nhàng và mượt luôn á, sang lắm. Dây phối đờ mi ở hai viền bên cạnh ha, ở hai viền cạnh ngoài ha, size của nó là 40 nha anh chị. Size là 40, dành cho những anh nam tay to. Rồi anh chị có yêu thích mấy mẫu này á, thì mình chốt giúp em mã này là mã 11 nha anh chị nha. Mã 11, 8 triệu
299k, 8.299k anh chị ha. Cái chiếc này á nó còn full cả hộp để hộp đầy đủ cho mình nha anh chị nha. Hộp là một cái hộp hộp nhung mà có phối gỗ rất là sang trọng luôn anh chị ạ. À. Đó, chiếc này còn full đầy đủ hộp cho mình nè. Mã 11, 8.299k nha anh chị nha. Dành cho một chiếc đồng hồ lông zin cơ rất là sang. Rồi em lên một chiếc đồng hồ của thương hiệu Rolex nè anh chị ha. Một chiếc đồng hồ xịn sò của thương hiệu Rolex đây. Đó, Rolex mặt nền vi tính. Cơ chế hoạt động của chiếc này cũng là auto tự động và có hỗ trợ code luôn. Kim cho rất là nhẹ và mượt ha. Em cầm em lắc rất là nhẹ tay luôn nè anh chị. Em lắc rất là nhẹ luôn. Mà máy nó vẫn trôi rất là mượt mà luôn anh chị ha. Đó, mặt nền vi tính nè anh chị ha. Nó có những cái vân 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 ở bên trong này nè. Nó nổi những cái vân vân chữ Rolex lên á. Người ta gọi là mặt nền vi tính nha anh chị. Sử dụng hai ô lịch ạ. Một ô lịch móc, móc một ô lịch thượng nè, móc 12 giờ. Và một ô lịch móc 3 giờ, ô lịch cổ điển ha. Sang lắm luôn, form dáng rất là cổ điển luôn. Núm zin, khóa zin cổ điển luôn. Sang lắm. Rồi, cái viền bên ngoài này nè anh chị ha, cái viền này với lại cái dây này, cái dây đờ mi này nó được bọc vàng 18 nha anh chị nha. Bọc vàng 18. Ui ạ. Đây, nó chuyện đầy đủ những cái thông số, những cái mộc của nó bên trong ha. Chuyện mộc 18k nè. Bốn góc đều cho chuyện đầy đủ hết nè anh chị ha. Bốn góc đều chuyện đầy đủ hết. Để mở máy ra cho mình xem nha anh chị nha. Đây, anh chị quan sát cái bộ máy của nó giúp em ha. Đầy đủ những cái thông tin của nó hết luôn nè anh chị. Đó, sử dụng bộ máy ETA Thụy nè anh chị ha. Bên trong có chuyện đầy đủ hết nè. Có chuyện đầy đủ hết nè. Sử dụng bộ máy là 2836 nha anh chị nha. Sử dụng bộ máy 2836. Đây anh chị ha. Cái camera này phóng to lên mà nó hơi bị mờ. Đó, bên trong này nó sử dụng bộ máy 2836 nè. Bánh xe quay 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 rất đang chạy rất là chuẩn luôn nè anh chị ha. Rolex 25G-Well. Swiftmax. Sử dụng bộ máy vàng ha. Đẹp lắm luôn nè anh chị ơi. Sang lắm. Bên góc bên ngoài bốn góc đều chuyện đầy đủ nè anh chị. Sang lắm luôn anh chị nha. Chiếc này dành cho những anh nam tay to anh chị ơi. Anh chị nào mà chốt thì em vặn cái nắp đáy này thiệt là chặt vô cho mình nha anh chị. Rồi, cái này dành cho những anh nam tay to. Đeo lên tay nhìn sang trọng đẳng cấp lắm. Cái dòng Rolex này thì nó mang một cái dáng vẻ sang trọng đẳng cấp ha anh chị ha. Nó bên ngoài của nó đầy đủ hết luôn nè anh chị ơi. Sử dụng bộ máy 100% máy ETA Thụy nha anh chị nha. Sang lắm. Sáng bóng tinh tươm luôn nè anh chị. Đẹp lắm luôn nha. Rồi, anh chị có yêu thích được cái mẫu này thì mình size của nó là 41 nha anh chị. Thì mình chốt giúp em mã này là mã 12 ha. Mã này là mã 12. 10.999 nha anh chị nha. 10.999k. Rất là sang và đẹp. Cái chiếc này nó cũng còn full đầy đủ hộp nha anh chị. Hộp với lại giấy tờ đầy đủ cho nó luôn nha. Sang lắm. Mình chốt mình để dành làm quà tặng cho những ngày hè của mình để mình đi du lịch anh chị ha. Rồi mã số 12, 10.999k ha. Rồi bây giờ thì em sẽ lên những mẫu đồng hồ cổ tiếp theo. Em lên những mẫu nữ trước ha anh chị. Đó, một chiếc nữ nè. Cái tên thương hiệu của nó được khắc ở bên ngoài nè anh chị. Cái tên gì em cũng không có biết đường đọc. Cái form dáng rất là đẹp nha anh chị nha. Ở bên hai cái càng bên ngoài đó, nó phối cái dạng da màu hồng á. Hài hòa với lại cái mặt nền ở bên trong ha anh chị. Chiếc này sử dụng hai kim. Sang lắm anh chị ơi, khóa là khóa zin luôn nè. Khóa zin. Nói chung là con này zin toàn bộ luôn ha. Nắp đáy zin luôn. Sang lắm, lên tay dành cho những chị nữ. Tay vừa và tay to, nhìn đẹp mắt lắm luôn á. Rất là đẹp. Rất là đẹp luôn ha, dây dài thoải mái, những chị nữ tay to không có lo bị thiếu dây luôn. Đẹp lắm.
Rồi anh chị có yêu thích cái mẫu này á thì mình chốt giúp em mã này là mã 13 ha. Mã 13. Chốt giúp em chiếc này với giá là 290k. Mã 13 290k. Sang trọng đẹp, mới tinh tươm. Dây là thép đúc luôn. Hai cái càng bên ngoài này nó phối giống như dạng còng anh chị ha. Mã 13 290k. Rồi em lên một chiếc đồng hồ của thương hiệu Agin nha anh chị nha. Của thương hiệu Agin. Máy vẫn đang hoạt động, cơ chế hoạt động là pin. Đẹp lắm, cái chiếc này cái càng của nó giống như là dạng lắc á, bảng bảng của dây lắc á. Dành cho những chị nữ yêu thích cái phong cách cá tính nha. Đó, đẹp lắm. Sử dụng máy Nhật. Made in Japan, nội địa Nhật. Agin nè ha. Mới tinh tươm luôn đó anh chị ơi, về mình đánh bóng mình xịt ba cái càng này lại là sang lắm nha, mới tinh tươm luôn á. Rồi yêu thích mẫu này chốt giúp em mã 14. 200k, mã 14 200k. Rồi em tiếp tục một chiếc của thương hiệu Phonseal. Sang lắm ha. Cái form dáng của nó là hình giống như là hình hình oval ha. Dây vỏ là thép không rỉ, thép đúc luôn nè anh chị. Bên ngoài nó thiết kế thêm một cái núm phụ cho mình chỉnh giờ bên trong ha. Đây, mặt sau đây đầy đủ thông tin. Sang lắm, dành cho những chị nữ tay tay nhỏ tay vừa nè. Đấy, đeo lên rất là đẹp. Cái mặt nền bên trong của nó có phối cái viền hồng á, nhìn rất là nữ tính luôn ha, nhìn đẹp lắm. Rồi, yêu thích cái mẫu này chốt giúp em mã này là mã 15. 290k. Mã 15 290k luôn. Mới tinh tươm và sang và đẹp lắm nha. Một cái dòng của máy Nhật Phonseal mã 15 290k. Rồi, em lên một chiếc của thương hiệu Poly Poly nè. Cơ chế hoạt động là pin ha. Đó, máy vẫn đang hoạt động rất là ok luôn. Ở bên ngoài càng hai cái càng bên ngoài nó cũng có khắc chữ của nó ha. Khắc cái tên thương hiệu lên đó. Rồi, chiếc này nó là 925 Silver Plastic ha. Silver Plastic. Cái chiếc này là nó là vàng cái gì? Bạc nha anh chị nha. Chiếc này nó là mạ bạc. Khóa zin. Rồi, anh chị yêu thích mẫu này mình chốt giúp em mã này là mã 16. Chiếc này dành cho những chị nữ tay nhỏ. Mã 16 này chốt cho em với giá là 199k ha. Mã 16 199k. Em tiếp tục một chiếc của thương hiệu Phonseal tiếp theo. Mặt nền của nó là màu xanh nước biển nha. Màu xanh nước biển nhạt, nhìn sang và đẹp lắm. Nó dạng dạng như là màu ngọc vậy đó anh chị. Màu xanh ngọc vậy đó. Cọc số La Mã mốc 12 giờ ha. Máy vẫn đang hoạt động rất ok. Cái này mặt nền có chảy tia nè anh chị. Dây của nó rất là đẹp, dạng như dạng lắc vậy đó anh chị ha. Khóa zin luôn nè anh chị, Phonseal. Đó, mặt sau đầy đủ thông tin ha. Sử dụng máy Nhật. Dành cho những chị nữ tay nhỏ dễ thương và đẹp lắm. Nhìn thùy mị lắm luôn á. Rồi, chốt giúp em mã này là mã 17 nha. 250k, mã 17 250k. Rồi em tiếp tục một chiếc tiếp theo. Một chiếc có tên là Vivayu. Đẹp lắm ha anh chị ha. Dây cũng là dây thép đúc nữa nè anh chị. Sử dụng máy Nhật luôn. Sa băng ha, sử dụng máy Nhật. Cái này có bọc vàng trắng nha. Dành cho những chị nữ tay nhỏ luôn. Phom dáng rất là đẹp. Rồi yêu thích cái mẫu này chốt giúp em mã này là mã 18. 199k. Mã 18 199k. Rồi em tiếp tục một chiếc của thương hiệu Seiko ha. Chiếc này sử dụng hai lòng mà. Cặp số La Mã nha anh chị. Cặp số La Mã. Máy vẫn đang hoạt động rất ok. Dây là dây đờ mi, dây thép đúc luôn nè anh chị. Dây đờ mi thép đúc. Sử dụng máy Nhật. Đeo lên tay dễ thương lắm luôn anh chị ơi, dành cho những chị nữ tay nhỏ ha.
đeo lên y như là đeo cái lắc vàng. Rồi anh chị yêu thích mẫu này chốt cho em mã 19 nha anh chị. Cái lòng trong của nó có cái hoa văn bông hoa nè anh chị. Đó, có cái hoa văn dạng bông hoa ha. Mã 19 này mình chốt giúp em với giá là 199k luôn. Mã 19 199k. Em lại tiếp tục một chiếc nữ tiếp theo. Nó tên là Milason. Cái mặt của nó là màu hồng nha anh chị nha. Mặt màu hồng, sử dụng hai lòng và sử dụng hai kim. Máy vẫn đang hoạt động rất ok. Chiếc này rất thích hợp làm quà tặng ha, tại vì độ mới của nó rất cao luôn á, độ mới đạt khoảng tầm là 99% luôn anh chị nha. Cái mặt màu hồng rất là nữ tính luôn, đẹp lắm luôn ạ. Rồi khóa là khóa zin nè anh chị. Khóa zin dây thép, dây vỏ là thép không rỉ ha. Đó, sử dụng máy Nhật. Lên tay dễ thương lắm. Đó, dễ thương lắm luôn á, nhìn nó thùy mị lắm luôn á. Rồi yêu thích cái mẫu này dành chốt giúp em mã 20 ha. 199k luôn, mã 20, 199 luôn. Rất là dễ thương. Rất thích hợp làm quà tặng cuối năm dành cho những giáo viên mà mình yêu thích đó anh chị ha. Rồi em có hai cái dạng này là cái dạng còng nè anh chị ơi. Của thương hiệu Anh Ba, là của dòng Selco ha anh chị. Cọc số là mã nè. Đó, cái còng bên ngoài nó dạng sơn thủy nè anh chị ha. Dạng sơn thủy màu màu đỏ huyết nè. Đẹp lắm luôn á. Máy Nhật nè anh chị. Lên tay nhìn đẹp lắm. Rất là đẹp. Rồi, máy vẫn đang hoạt động rất ok ha. Rồi anh chị có yêu thích mẫu này mình chốt giúp em mã này là mã 21. 250k, mã 21 250k. Rồi em lên một chiếc tiếp theo của thương hiệu Selco. Dây là dây lụa ha anh chị ha, dây lụa. Khóa zin. Khóa zin Selco của nó nè anh chị. Đó. Mặt sau là đầy đủ thông tin ha, sử dụng máy Nhật. Rất là dễ thương. Máy vẫn đang hoạt động rất ok nè. Phơm dán dọn dạng tròn bầu ha anh chị. Rồi yêu thích mẫu này chốt giúp em mã này là mã 22. 199k. Mã 22 199k, mới tinh tươm luôn đó anh chị ơi. Đẹp lắm, đeo lên tay giống như dạng đeo một cái chiếc vàng trắng vậy đó anh chị ha, cái vòng vòng vàng trắng vậy đó. Mã 22 199k. Rồi anh chị ơi, em có những chiếc đồng hồ dây da ha anh chị. Rồi cái này em sale cho mình combo trước nha anh chị nha. Combo 4 chiếc nha anh chị, hai chiếc đồng hồ dây chun. Hai chiếc đồng hồ dây chun, máy và đều đang hoạt động rất là ok và đều sử dụng máy Nhật nha anh chị nha. Đây, cặp số học trò, máy vẫn đang hoạt động nè. Đó. Hai máy đều đang hoạt động rất ok và sử dụng dây chun. Dây chun cũng còn rất là mới tinh tươm luôn. Rồi chiếc tiếp theo của thương hiệu Speak. Máy vẫn đang hoạt động rất ok luôn. Có cái là cái này nó bị mất một cái chốt cài đó anh chị. Cái chốt cài giống như những cái giống như cái chiếc đồng hồ này nó có cái chốt cài này nè anh chị. Mà cái chốt cài này thì cũng dễ tìm ha. Đó, về mình thiết kế giúp em cái chốt này thôi. Đó, chứ còn lại máy đang hoạt động rất là ok luôn nè. Rồi, chiếc này máy cũng vẫn đang hoạt động rất ok. Cọc số học trò. Cái viền bên ngoài là full đá luôn ha. Chiếc này có thể dành cho những chị nữ tay to nè. Chiếc này thì móc móc cài đầy đủ ha anh chị ha. Đó, combo 4 chiếc này ha anh chị. Combo 4 chiếc này mình chốt giúp em mã này là mã 23. Combo mã này là mã 23 nha anh chị. Combo này mình chốt giúp em với giá là 160k nha anh chị nha. 160k cho mã số 23. Mã số 23 cho 4 chiếc đồng hồ này anh chị nha. 4 chiếc này, combo 4 chiếc này 160k mã số 23. Rồi, em lên tiếp tục một combo tiếp theo nữa. Một combo cũng gồm có 4 chiếc đồng hồ dành cho 4 chị nữ ha. Tất cả máy đều đang hoạt động nè. Đó, máy đều đang hoạt động nè. Cái chiếc này cái phơm dán của nó rất dễ thương ha. Đó. Đang hoạt động luôn, cặp số học trò, sử dụng dây da ha.
tất cả đều sử dụng dây da. Có chiếc này dây da của nó hơi xấu rồi, mình chốt về thì mình xử lý giúp em cái chiếc dây da này ha. Tất cả đều máy đang hoạt động luôn á. Chiếc này nó bị hết pin hay gì nè anh chị, về tự xử giúp em ha. Rồi, 4 chiếc này em sale cho mình với giá là 110k ha, mã số 24, mã 24. 110k cho 4 chiếc nha anh chị. Cho 4 chiếc mã số 24 110k. Rồi, em lại lên tiếp tục một chiếc một cái combo tiếp theo gồm có 3 chiếc nè. 3 chiếc dành cho những tín đồ nào yêu thích cái màu trắng nha anh chị ha. Đó. Chiếc này sử dụng dây cao su rất là bền và rất là ok luôn á. Tất cả máy đều đang hoạt động. Đó. Rồi, combo 4 chiếc này mình yêu thích thì mình chốt giúp em mã này là mã 25 ha anh chị. Mã 25 này mình chốt giúp em với giá là 99k nha. 99k cho 3 chiếc đồng hồ mã số 25. Combo 3 chiếc mã số 25 99k. Rồi, em lại lên một cái combo 4 chiếc. Một combo 4 chiếc dành cho những chị nữ tay nhỏ ha. Đó. Tất cả máy đều đang hoạt động rất là ok. Cặp số học trò nè. Đó, tất cả máy đều đang hoạt động ha anh chị ha. Rồi, dây da còn mới tinh tươm, chốt về là đeo thôi. Yêu thích cái combo này á, thì mình chốt giúp em mã 26 nha anh chị. Combo mã 26 này mình chốt giúp em với giá là 120k nha. Mã số 26, 120k cho 4 chiếc đồng hồ rất là dễ thương. Mã 26, 120k. Rồi, em có 2 chiếc này anh chị ha. 2 chiếc, một chiếc của thương hiệu Disney, một chiếc của Donald Duck, chú vịt Donald, chú chuột Mickey. 2 chiếc của 2 bộ phim hoạt hình. Rất là dễ thương. Rồi, cái này thì bị chưa thiếu một cái chốt này ha anh chị. Anh chị nào chốt em gói kèm cái chốt này vào giúp mình để mình về mình gắn vào giúp em ha. Còn chiếc này thì bị thiếu cái nút cái mắc cài như thế này. Đó, nên em sẽ sale rẻ cho mình, về mình xử lý giúp em hai cái đó ha. Tất cả hai máy đều đang hoạt động rất ok. Rồi, yêu thích cái này thì chốt giúp em mã này là mã 27 nha. Mã 27 giúp em. Rồi, mã 27 này mình chốt giúp em với giá là 70k. Mã 27 70k. Mã 27 70k ha anh chị ha. Rồi anh chị ơi, em còn những chiếc đồng hồ dây da nè. Em lên một chiếc rất là độc lạ ha, rất là chất nè. World Warren, cái dòng của xe hơi anh chị ha. Cái thương hiệu của xe hơi. Xe hơi cổ đời xưa anh chị. Đó, cái phơm dán rất là đẹp. Sử dụng máy Nhật ha. Dây móc đầy đủ. Này dành cho những anh nam tay vừa. Những năm tay vừa, đeo lên tay cũng chất lắm á. Rồi, yêu thích cái mẫu này thì mình chốt giúp em, để em đo size cho nó ha. Size này size 34 anh chị ơi. Yêu thích cái mẫu này thì mình chốt giúp em mã này là mã 28 nha anh chị. Rồi, chốt giúp em chiếc này với giá là 250k. Mã 28, 250k ha anh chị ha. Rồi, em lên một chiếc của thương hiệu Selco. Đẹp lắm, dành cho những anh nam tay vừa, tay thư sinh, cặp số học trò. Mã 20, cặp số học trò ha. Dây da màu nâu. Đó, của thương hiệu Selco nè, sang lắm, dành cho những anh em tay vừa ha. Tay vừa và tay nhỏ. Rồi, size của nó là 30, size gần 33 ha anh chị. Size gần 33. Rồi, yêu thích cái mẫu này mình chốt giúp em mã này là mã 20, mã 29 nha anh chị. Chốt giúp em chiếc này với giá là 290k. Em ơi, xíu em quay lại nha. Rồi, một chiếc của thương hiệu Casio anh chị ơi, cặp số học trò. Máy đang hoạt động rất ok ha. Đó. Dành cho những anh nam sử dụng máy Nhật. Dành cho những anh nam tay vừa. Size là gần 35. Rồi, yêu thích mẫu này chốt cho em mã 30.
Mã 30 này ha, chốt giúp em chiếc này với giá là 250k luôn. Mã 30 250k. Rồi em có một chiếc nó tên là Relax. Relax anh chị ha. Viền xoay. Sử dụng dây dây vải dù, rất là dễ vệ sinh ha anh chị. Đẹp lắm, nó do nó tự tự cái form của nó tự tự như chiếc roulette vậy đó ha. Một ô lịch gốc 3 giờ. Đó. Nó có cái biểu tượng của chú ốc sên nè, mặt sau cũng vậy nè anh chị ha. Mặt sau cũng có cái logo của nó đó. Nè, hình ốc sên trong này nè. Rồi, yêu thích mẫu này dành cho những anh nam tay to nè ha. Size này là size 40 lận nè anh chị, size 40 á. Yêu thích mẫu này chốt giúp em mã 31. Mã 31 ha. Chốt giúp em chiếc này với giá là 280k. Mã 31 280k. Một chiếc của thương hiệu Win Win ha anh chị, chiếc này sử dụng hai lòng. Cặp số học trò ha. Viền cũng là viền xoay luôn. Dây vải dù luôn. Rất là dễ vệ sinh ha. Sử dụng máy Nhật luôn nè anh chị, của thương hiệu Citigen đó. Này cũng dành cho những anh nam tay to luôn. Size là 40 luôn ha anh chị. Rồi yêu thích mẫu này chốt cho em mã này là mã 32. Chốt cho em chiếc này với giá là 290k. 290k mã số 32. Em lại tiếp tục một chiếc của thương hiệu Huyền Quy tiếp theo. Viền này là cũng là viền xoay anh chị ha. Những cái mốc giờ dạ quang nè anh chị. Dây vải luôn ha. Đó, của thương hiệu Citigen đó. Chiếc này dành cho những anh nam tay vừa. Size của nó là 36. Size gần 36 ha anh chị. Đó, một ô lịch gấp 3 giờ. Yêu thích mẫu này chốt giúp em mã 33. Rồi chốt giúp em chiếc này với giá là 280k. Mã 33 280k. Lại tiếp tục một chiếc của thương hiệu Win Win, cọc số học trò, hai cây kim chính dạ quang ha anh chị. Chiếc này vỏ hơi xấu về xì ba lại giúp em ha. Ừ. Của thương hiệu Citigen đó anh chị ạ. À. Chiếc này cũng dành cho những anh nam tay vừa. Size là 35 ha. Tay nhỏ và tay vừa. Yêu thích mẫu này chốt giúp em mã này là mã 34. Rồi chốt giúp em chiếc này với giá là 220k. Mã 34 220k. Rồi em lên tiếp tục một chiếc. Nó dạng giống như là Cartier vậy đó anh chị ha. Đó, cái form nó là form vuông. Sử dụng dây và dây da, mà da này là da lộn nha anh chị, dây da lộn. Dây da này rất bền. Sử dụng máy Nhật. Được gia công lắp ráp ở Malaysia. Chiếc này giống như là dạng form tan á, dành cho những anh nam tay thư sinh nha. Máy vẫn đang hoạt động rất ok nè. Rồi yêu thích mẫu này chốt giúp em mã 35. 220k mã 35 ha anh chị. Rồi em tiếp tục một chiếc của thương hiệu Adidas nha anh chị. Một form dáng rất là thể thao luôn. Núm là núm zin luôn nè anh chị. Nói chung là cái con này là zin toàn bộ nguyên cây luôn á. Nguyên con là zin toàn bộ hết luôn anh chị ha. Từ móc khóa cho đến dây, cho đến nắp đáy, cho đến núm anh chị ha. Tất cả zin nguyên con luôn. Dành cho những anh nam tay to. Đó, bên trong mặt nền cũng có cái logo của thương hiệu Adidas nè. Size này là size dành cho những anh nam tay to nha. Size 42 nè anh chị. Size 42. Yêu thích cái mẫu này thì chốt giúp em mã 36. Mã 36 ha. Chốt giúp em chiếc này với giá là 290k. Mã 36 290k. Rồi em có 3 chiếc này là anh chị ơi. 3 chiếc này là cùng một thương hiệu Polyfoly của nó nè anh chị ha. Polyfoly nè, hai chiếc này là một cặp sinh đôi luôn anh chị. Đó, rồi chiếc này thì giống y xì xì luôn nhưng mà dây màu đỏ. Dây thì cũng không được đẹp lắm, về chờ xử lý dây giúp em ha. Đó, vỏ là thép không rỉ nè. Sử dụng máy Nhật nha. Đó, hai chiếc nó giống y xì xì nhau luôn á. Núm zin, khóa zin. Zin toàn bộ hết nguyên con này luôn anh chị ha. Dây zin luôn á, dây này là dây zin của nó luôn. Rồi, ba chiếc này em sẽ chốt cho mình thành một cái combo luôn anh chị nha. Combo mã số 37. 37, mã số 37, combo này mình chốt giúp em với giá là 350k, 350k cho combo mã số 37 này anh chị nha. 350k cho ba chiếc này anh chị ha. 350k cho ba chiếc mã số 37. Rồi, cái form dáng của chiếc này cũng tự tự như là ba cái chiếc đó luôn anh chị ha. Cọc số học trò, máy đang hoạt động rất ok. Sử dụng máy Nhật. Rất là dễ thương.
Rồi, yêu thích cái mẫu này chốt giúp em mã 38. Chốt giúp em chiếc này với giá là 110k ha, mã 38 110k. Tiếp tục một chiếc tiếp theo. Rumot. Mặt nền của nó dạ quang nha anh chị, đó mặt nền dạ quang rất đẹp ha. Nè. Rất là đẹp luôn. Cái phom dáng của nó dạng như phom dáng thể thao anh chị ha. Dây nè, dây có vân dạng vân cá sấu nè. Rất đẹp, sử dụng máy Nhật. Rồi, yêu thích mẫu này chốt giúp em mã này là mã 39. 100. Mã 39 100k. Rồi, em còn chiếc cuối cùng. Casio. Dành cho những chị nữ tay nhỏ, vỏ bọc vàng rất đẹp ha, máy Nhật. Rồi, chiếc này mình chốt giúp em với mã là 40. 120k. Mã 40 120k. Rất đẹp ha. Mới tinh tươm luôn á. Rồi, anh chị ơi, em Hương vừa kết thúc một cái lô đồng hồ khoảng tầm 40 chiếc đồng hồ ha. Em xin cảm ơn tất cả các quý anh chị khách hàng rất nhiều luôn yêu thương và theo dõi video của em ạ. Em xin cảm ơn và em xin chào tạm biệt tất cả các quý anh chị khách hàng nhé.